Chiều xin chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay Chiều về một cặp xe. Chiếc xe này thuộc dạng, nói chung hai chiếc này thuộc dạng là xe quốc dân rồi. Đó, Xpander và Rush. Thì sẵn tiện nay ha, Chiều đang có hai chiếc xe và Chiều cũng đang muốn bán luôn về một lần hai chiếc. Bây giờ Chiều sẽ tiến hành là đi quay hai chiếc xe này và giới thiệu những cái tính năng mà hai chiếc xe này có cái hơn có cái thua luôn nha anh chị nha. Đó, Xpander thì rất là nhiều người lựa chọn rồi. Vì nói chung là giá thành nó rẻ và xe option nó cũng nhiều. Đó, và nói chung Rush này nó cũng giá nó cũng tốt mà. Đúng không anh chị? Rush thì giá cũng tốt mà nó mang cái thương hiệu Toyota nữa. Giữ giá, xe bền bỉ. Nói chung là bảo trì bảo dưỡng thì hai chiếc xe này thì cái giá trị mà bảo trì bảo dưỡng của xe thì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Nó cũng không mắc gì mấy. Đó, thì chiếc Rush này nè, chiếc Rush đó thì Chiều đang bán với giá là 620 nhưng nó sản xuất 2020. Đó, còn chiếc Xpander này là 2019. Cũng là số tự động luôn nha, số tự động luôn. Thì Chiều đang bán giá nó rẻ hơn chiếc Rush. Đó, chỉ 555 triệu thôi, 555 triệu. Và chiếc này là 620 triệu. Đó. Thì anh chị nào mà ở Đồng Nai thì mình được giữ là cái biển số cũng đẹp. Biển số cũng đẹp 11121. Đó, biển này là biển tỉnh ha, còn kia là biển Sài Gòn. Bây giờ Chiều sẽ tiến hành đi quay một lúc hai chiếc xe này luôn, chiếc Rush và chiếc Xpander, và sẵn tiện Chiều sẽ giới thiệu những cái tính năng của hai chiếc xe này luôn cho anh chị các bạn so sánh luôn. Sẵn tiện là mình làm một cái clip luôn, em làm một cái clip so sánh hai chiếc xe này nó hơn nhau cái gì và nó thua nhau cái gì. Đó, về cái giá cả cũng vậy và về cái chất xe luôn, về cái động cơ, cái hộp số luôn. Hôm nay Chiều sẽ giới thiệu và cho anh chị so sánh luôn hai chiếc xe. Và anh chị muốn trải nghiệm thực tế hoặc là muốn xem thực tế xe thì cứ đến ngay khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức. Đó, đến ngay đây coi một lúc hai chiếc, anh chị thích chiếc nào thì lấy chiếc đó thôi. Thì giá cả thì Chiều vẫn còn thương lượng. Nói chung là Chiều luôn muốn anh chị đến coi xe thực tế. Rồi thôi bây giờ Chiều sẽ tiến hành đi dạo một lúc hai chiếc xe này luôn và giới thiệu hai cái tính năng của hai chiếc xe này để cho anh chị xem coi hai chiếc xe này nó hơn nhau và nó thua nhau cái gì anh chị nha. Bây giờ Chiều sẽ tiến hành đi dạo một lúc hai chiếc xe luôn. Đó, và cho anh chị và các bạn so sánh luôn nha. À, chiếc Xpander này thì 2019 số tự động. Chiếc này Chiều đang bán với giá là 555 triệu. Xe mang biển Sài Gòn sẵn nha. Còn chiếc Rush kia là biển Đồng Nai. Đó, chiếc là 2020, giá là 620 triệu thôi. Bây giờ Chiều sẽ tiến hành đi quay cái chiếc Xpander này trước ha. Xe này thì động cơ 1.5 nè. Nói chung hai thằng thì động cơ cũng 1.5 như nhau thôi. Thì cái thằng này thì nó hơn cái thằng Rush, nó khoảng tầm công suất của chiếc này là 104 mã lực ha. Xpander là 104, còn thằng kia là 102, nó hơn nhau hai mã thôi. Nó về hộp số á, thì thằng này là sử dụng hộp số CVT, hộp số CVT dẫn động cầu trước. CVT là luôn luôn dẫn động cầu trước anh chị nha. Hộp số CVT luôn luôn dẫn động cầu trước. Còn bên đây là hộp số tự động cấp 4 cấp thì nó sẽ là dẫn động cầu sau. Đó, nếu mà về mà cái trải nghiệm nha, cái về trải nghiệm của hai chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đó, nếu mà đi đường xa đường dài thì Chiều dám chắc với anh chị luôn. Cái thằng số tự động cấp chạy sướng hơn cái thằng CVT nha. Chạy sướng hơn. Đó, và cái năng chịu tải của cái thằng số tự động cấp thì chắc chắn là sẽ ngon hơn CVT. Dám chắc với anh chị luôn. Đó. Còn nếu mà anh chị đi trong nội thành hay là nói chung là lâu lâu mình đi xa đường xa đường dài thì thằng Xpander này vẫn dư sức. Dư sức. Đó, anh đây là số CVT ha, CVT 1.5. Chiếc này thì rẻ hơn, chiếc này chỉ có 555 triệu thôi. Còn thằng kia là 620. Đó, thằng này dẫn động cầu sau nha. Số tự động cấp thì dẫn động cầu sau. Thằng này dẫn động cầu trước. Đó, động cơ 1.5. Xe thì Chiều cũng đã dọn dẹp vệ sinh hết rồi. Dọn dẹp vệ sinh hết rồi. Mọi thứ ha. Thì cũng đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục trên gì rồi. Keo chỉ, máy móc, khung gầm. Động cơ 1.5. Đây, Chiều quay cho anh chị xem. Để lấy cái nắp ra. Đó. Máy móc là nguyên zin anh chị nha. Chiều mua Chiều cũng đã kiểm tra hết cho anh chị rồi. Máy móc nguyên zin, động cơ 1.5. Này nè, nhưng ốc nó còn mới anh chị ha, còn rất là mới luôn. Chiều sẽ đi dạo và quay cái động cơ cho anh chị các bạn xem qua nha. Máy móc nguyên zin ha, keo chỉ, khung gầm mọi thứ nha. Chiều đảm bảo và cam kết cho anh chị nha. Đó thì như anh chị thấy nè, nếu mà về cái phần đầu xe nè, nói chung mà sở thích thì tùy sở thích của mỗi người thôi. Đó, không biết anh chị có thích cái phần đầu xe của xe nào ha. Nói chung là về thiết kế thì Chiều thấy thằng Xpander thì thiết kế cái đầu xe nó đẹp hơn ha. Cái đầu xe của nó nhìn đẹp hơn. Nhìn đẹp hơn ha. Đó, bên đây thì nó đơn giản thôi. Đơn giản nhưng mà cũng có mỗi người một sở thích mà. Thấy không? Rớt này nhìn nó có một cái nét vẻ đẹp riêng. Đó anh chị ha. Nó vẻ đẹp riêng. Thì về đèn ha, đèn thì Rush á, nó sẽ hơn, nó hơn thằng Xpander này. Đó như anh chị thấy nè. Nếu mà về đèn á thì thằng Rush này nó hơn thằng Xpander là cái phần đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng của nó là full LED. Đèn chiếu sáng là đèn chiếu xa, chiếu gần, LED ban ngày, hoàn toàn là LED. Có đèn cản, đèn halogen. Còn cái thằng Xpander này nó chỉ có đèn LED ban ngày thôi. Đèn LED ban ngày nè. Và đèn chiếu xa, chiếu gần thì nó sử dụng đèn halogen. Chiếu xa, chiếu gần nó sử dụng đèn halogen anh chị nha. Halogen. Về cái khoảng sáng của gầm á thì thằng Xpander nó lại thấp hơn. Xpander lại gấp thấp hơn, thằng Rush thì nó lại cao hơn. Anh chị thấy không? Nó lại cao hơn. Về cái mâm á thì Rush nó sẽ to hơn chút xíu. Thằng này 17 inch. Mâm này là mâm 17. Đây. Còn cái thằng Xpander này á nó là 16. Mâm nó nhỏ hơn. Mâm nó nhỏ hơn. Mâm của Xpander này nè, 16. Anh chị thấy không? Đó. Về mâm thì cái thằng Xpander này nó lại nhỏ hơn Rush. Gầm nè, gầm nó lại thấp hơn cái thằng Rush. Đó, hôm nay Triều sẽ quay và giới thiệu những cái gì hai thằng này nó hơn nhau, thua nhau anh chị nha. Về mà trợ lực lái á, thì hai thằng cũng sử dụng trợ lực bằng điện luôn. Đó, hai thằng đều sử dụng trợ lực điện ha. Nên đánh lái, bẻ lái thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đó, Rush thì nó cũng sử dụng trợ lực điện rồi. Trợ lực bằng điện rồi. Đó, nói chung đánh lái này nọ thì cũng nhẹ nhàng hơn. Máy móc thì cũng nguyên zin anh chị ha. Đây, máy móc nguyên zin. Xe mua bán thì cam kết mọi thứ cho anh chị luôn. Khung gầm, keo chỉ, máy móc ha. Thì mua xe chị cũng đã kiểm tra và test hãng luôn cho anh chị rồi nha, anh chị yên tâm. Nếu mà anh chị mua xe mà anh chị không an tâm, mình có thể đi test thêm một lần nữa vẫn được anh chị nha. Vẫn được, bao test hãng luôn, thoải mái. Nếu mà ra lỗi đâm đụng ngập nước, Triều sẽ hoàn tiền lại cho anh chị đàng hoàng và cam kết bằng văn bản cho anh chị luôn, chứ không nói bằng miệng anh chị nha. Cam kết bằng văn bản cho anh chị để anh chị yên tâm. Đó. Thấy không? Đây nè, xe này thì không có hộp số CVT ha, hộp số CVT thì sẽ nằm mé đây. Nó sẽ dẫn động cầu trước, còn thằng này sẽ dùng hộp số tự động cấp. Nó sẽ dẫn động cầu sau. Đây nè, Triều sẽ quay cái gầm hai bên cho chị các bạn nhìn qua thêm một cái nữa nha. Đó nè, bây giờ Triều sẽ quay cái gầm của thằng Rush trước đi. Rush. Gầm của Rush ở đây nó có một cái tấm che rồi. Đó, đây này dẫn động cầu sau này, nó có một cái cây lắp nè. Dẫn động cầu sau anh chị ha. Có một cây lắp. Rush này đi đường xa đường dài thì hộp số tự động cấp nó chạy ngon hơn anh chị nha. Hộp số tự động cấp chạy ngon hơn. Còn Xpander thì nó sử dụng hộp số là CVT. Nó sẽ không có một cái cây lắp, không có. Nói chung là hộp số nó dính liền vô luôn. Cái cây lắp như bánh trước. Đó, dân động cầu trước ha. Dân động cầu trước. Gầm hai xe thì ok anh chị ha. Gầm của hai chiếc xe thì ok. Cái này còn mức tiêu hao nè. Mức tiêu hao 5,8 ha, 8,2 và 6,7 anh chị nha. Đó, còn bây giờ Triều sẽ đi qua chiếc Xpander nè. Xpander. Xpander thì hình như là nó tiết kiệm hơn anh chị. CVT thì nó tiết kiệm hơn 5,4, 7,6 và 6,2. Đó, Triều quay luôn hai cái mức tiêu hao nhiên liệu của hai chiếc xe cho anh chị các bạn tham khảo qua ha. Cho anh chị các bạn tham khảo qua luôn. Nước sơn thì hàng này là màu nâu cánh gián. Đó, còn hàng này là màu nâu. Có hai chiếc xe so sánh cho anh chị luôn ha. Thì hàng này thì nó hơn cái là được cái nữa nè. Khách hàng đã lắp camera 360 cho anh chị nè. Camera 360. Đây, camera 360 ha. Và màn hình Android. Camera 360 màn hình Android. Đây, một cái màn hình Android cực kỳ to. Và gắn cảm biến áp suất lớp luôn. Cảm biến áp suất lớp. Số tự động. Đó, 4 cấp. Xe này chạy 24.000 cây anh chị nha. 24.000 cây. Vô lăng còn đẹp nè. Cũng có cân bằng điện tử. Nhưng mà Rush nó lại thua thằng Xpander. Là nó không có ga tự động nha. Thằng Xpander lại có ga tự động. Lại có ga tự động. Thì nói chung mà thắng tay thì hai thằng y chang nhau. Thằng này thì cũng dạng tay kéo luôn. Thằng Xpander cũng dạng tay kéo. Đó, nhưng mà thằng Rush này nó sẽ hơn ở Xpander là điều hòa, có tự động, có ô tô. Thì nó sẽ sử dụng là nút dặn. Đây, bên đây thì nó sử dụng nút dặn. Không có tự động ha, không có điều hòa tự động. Đó, màn hình thì nè, nhỏ hơn nè. Màn hình nó có khoảng tầm 7 inch nè. Còn màn hình bên thằng Rush này nó lên màn Android luôn rồi. Lên màn Android luôn rồi. Ở đây thì có ga tự động nè. Xpander thì nó có ga tự động ha. Chiếc xe này chạy 63.000 cây. Đó, vô lăng cần số còn đẹp. Vô lăng cần số còn đẹp ha. Chân này, chân xe này thì bọc kiểu 3D nè, bọc ghế cho anh chị luôn. Bọc ghế ha. Nhưng mà về cái nội thất nha, thì hàng Xpander này nó lại hơn. Nội thất này Xpander nó rộng hơn. Anh chị thấy em có độ rộng không? Rộng phía trước nè và độ rộng phía sau nè. Xpander thì nó lại rộng hơn. Rộng anh chị ha, cực kỳ rộng. Hàng ghế thứ ba này. Đó, Xpander này cực kỳ rộng. Còn hàng Rush thì nó lại chật hơn chút xíu. Hàng Rush thì nó lại chật hơn. Đây. Nhưng mà vẫn rộng, anh chị thấy không? Nó chật hơn chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà mình ngồi á thì nó vẫn rộng. Đó, đây, hàng ghế thứ hai. Cũng được đúng không anh chị ha? Cũng được, đây. Bên đây nè và bên đây. À, nói chung anh chị yêu thích chiếc nào thì anh chị cứ đến coi. Hoặc là mình đến mình coi lần hai chiếc luôn cũng được. Anh chị thấy không? À, quay lần hai chiếc luôn cho anh chị các bạn so sánh qua. Về phía sau nè. Phía sau nè. Đó, anh chị có thấy không, cái chiếc Rush này thì nó cao hơn anh chị ha. Đó, chiếc Rush thì nó cao hơn cái dòng hàng Xpander rất là nhiều luôn. Cái gầm của nó cao hơn. Cao hơn. Hàng Xpander này 2019 số tự động chưa đăng bán với giá là 555 triệu thôi nha. Anh chị các bạn nào xem xe thì đến ngay khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức đến coi một lúc hai chiếc luôn. Đó, còn giá cả thì chưa còn thương lượng ha. Anh chị nào có thiện chí thì cứ đến coi thực tế xe nha. Đến coi đi rồi đến đây anh em mình tính là cái giá sau cũng được thoải mái. Còn về máy móc khung gầm keo chỉ thì Triều kiểm tra và test hết cho anh chị rồi. Anh chị yên tâm. À, anh chị mua xe của Triều mà anh chị cảm thấy không an tâm nữa, mình đi test thêm một lần nữa vẫn được thoải mái. Được cái thằng này thì nó biển Sài Gòn. Đây, gầm phía sau nè, bánh xe dự phòng nè. Đó. Chị sẽ quay luôn cái gầm phía sau của xe Plus và bánh xe dự phòng luôn. Đây. Bánh xe dự phòng nè, gầm phía sau nè. Đó. Chiếc Plus này thì 2020 nha, 2020. Triều đang bán với giá là 620 triệu ha. Hàng này 2019 Triều đang bán với giá là 555 triệu. Hai chiếc xe đều là số tự động anh chị nha. Hai chiếc xe đều là số tự động. Chiếc xe thì đẹp. Hàng Rush thì nó cao hơn, gầm thì nó cao hơn. Đó. Thì nãy giờ Triều cũng giới thiệu những cái tính năng của hai chiếc xe rồi ha. Đó. Mâm này nọ, hàng này thì nó to hơn chút xíu. Hàng này 17 inch, hàng kia 16 inch. Gầm nè. Đó, gầm đẹp. Gầm đẹp ha. Đây. Đó. Xe Rush thì vận động cầu sau anh chị nha. Dẫn động cầu sau thì mình tải người, nhưng mình chở người á, chở khoảng 6 người 7 người mà những người nặng ký á, thì thoải mái ok hơn. Rush thì nó kéo tốt hơn. Dẫn động cầu sau thì kéo tốt hơn. Đây, hai chiếc xe đều đẹp như nhau. Hàng này cũng bọc ghế da. Chân thì vẫn là chân nỉ thôi, chân là vẫn là chân nỉ thôi. Bọc ghế da và dán phim cách nhiệt và lót sàn, lắp màn Android. Camera 360 nha, xe này nó hơn nhiều. Đó, cũng có cặp bí ốc xích lớp cho anh chị luôn. Giá 620 triệu. Đó, camera 360 luôn nha anh chị nha. Đèn LED chiếu xa chiếu gần. Rất là đẹp, giá 620 ha. Sản xuất 2020 chạy 24.000 cây. Còn thằng này Xpander 2019 số tự động biển Sài Gòn, giá là 555 triệu. Đó, hai chiếc xe. Anh chị các bạn nào quan tâm một trong hai chiếc xe này thì đến ngay khu dân cư Vạn Phúc nha. Khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức đến coi chiếc xe này. Còn anh chị nào muốn xem thêm thông tin hình ảnh, cà vẹt, đăng kiểm thì kết bạn qua Zalo nha. Chiều gửi thông tin, hình ảnh, cà vẹt, đăng kiểm và gửi luôn cả cái vị trí ở đây luôn. Cho anh chị các bạn đến coi một trong hai chiếc xe này anh chị nha. Nói chung hai chiếc đều nhập Indo anh chị nha. Hai chiếc xe đều nhập Indo ha. Thằng này cũng có cân bằng điện tử ha, cũng có cân bằng điện tử. Thì xe này chạy được 63.000 cây. Đó, số tự động. À, ga tự động ha. Cũng chìa khóa thông minh không động đóng y chang. Hai thằng y chang nhau à. Được cái là thằng này chạy nó tiết kiệm xăng hơn thôi. Tiết kiệm xăng hơn. Rồi, anh chị các bạn nào quan tâm thì nhớ đến ngay xe coi xe giúp Triều nha. Có thiện chí thì cứ đến coi xe anh chị nha. Có thiện chí mua xe thì cứ đến coi nha. Đến coi đi, Triều sẽ để giá tốt cho. Ừ, anh chị các bạn nào lần đầu vào kênh của Triều thì nhớ bấm đăng ký kênh ha. Để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ để qua sử dụng gì nha. Đó. Hoặc là chia sẻ clip này cho người thân bạn bè mình cùng xem gì nha. Biết đâu người thân bạn bè mình cũng đang tìm những chiếc xe như vậy anh chị. Thôi, chị xin chào nha và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo anh chị nha.